thể là liên hệ với mình theo số điện thoại là 0907 716 705. Zalo của mình là 093 115 7788 nha các bạn nha. Địa chỉ của mình là 861 xe 61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua cái video clip này mình cũng mong muốn chia sẻ cho các bạn một cái sửa chữa thực tế khi một cái bệnh nó hư hỏng thực tế, chứ không có ảo tưởng quá về vấn đề lý thuyết gì cả các bạn nha. Các bạn nên nhớ rằng các bạn học là phải học thật, người thật, việc thật, mô hình thật, bo thật, cái gì cũng phải thật, không có cái gì mà ảo hết. Và ông thầy ngồi dạy các bạn cũng là ông thầy ngồi dạy thật, chứ không phải là ông thầy dạy trên mạng, Zalo, trực tiếp, Facebook gì hết. Cái đó là những người dạy ảo, các bạn nên nhớ cái điều đó. Các bạn họ sẽ không giúp đỡ cho các bạn khi các bạn gặp được khó khăn. Tôi luật rồi, rồi chưa? Chúc các bạn thành công và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúc các bạn khỏe. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình. Nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn có thể comment ở dưới, chia sẻ cho anh em họ cùng xem, và like và comment giúp mình nha, để cho video clip của mình nó ngày càng có những cái sức hút ở trên YouTube. Rất mong các bạn quan tâm và chia sẻ. Rồi, chúc các bạn thành công.